Em anh chú Tô Cũ xin chào quý các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị và các bạn về một con xe Toyota Thần Thánh mới về bên chợ ô tô Cũ Quảng Ninh bên em. Bên em thì là một bên chuyên về tất cả các cái dòng xe bán tải. Thế nên là hôm nay có một ít xe lạc dòng mà em mua lại được của khách với giá mềm. Và các đổi lên đời thì em quay cho khách, cho anh em mà bán lại luôn cho anh em. Nếu cái giá cũng hữu nghị nhất anh chị nhé. Hiện tại con Virus này được sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn máy 1.5 phiên bản E anh chị nhé. Xe gia đình 2017, mang biển số Đà Nẵng, anh em mua từ tận trong Đà Nẵng ra đấy anh chị nhé. Đà Nẵng thì anh chị biết đến là một thành phố cực kỳ sạch sẽ, nơi rất đáng sống tại Việt Nam. Thế nên là về xe cộ và gầm bệ bên trong đấy thì rất yên tâm nhé, không có mục mọt hay han gì cả, xe rất là đẹp, rất sạch sẽ. Và hiện tại con Virus 2017 này bên em đang giao bán với giá là 390 triệu đồng. Bao rút cho anh chị hồ sơ những tỉnh khác khi không sử dụng được biển Đà Nẵng. Còn lại mã nước sơn màu bạc, em đang đi một vòng quanh ra cho anh chị xem về form dáng như sơn xe của nó nhé. Xe em vừa lấy về xong không dọn dẹp gì để nguyên quay lên cho anh chị. Đấy, form dáng cực kỳ cân đối bởi vì nó không hề tai lạn nặng đâu, không hề ngập nước. Bên em hai tiêu chí đấy em cam kết luôn. Còn xích sát thì không tránh khỏi anh chị nhé. Đây em vừa mua về những xích sát thì em sẽ để nguyên và quay cho anh chị xem. Đây và hiện tại xích sát của nó đang có các xích, có ba đà sốc xích này. Này anh chị nhìn thấy ba đà sốc xích luôn này. Đấy, mỗi ba đà sốc luôn này. Hơi va vào đây sượt, sượt này đi này. Không lặng nhé, không rách nhé. Mà chỉ sướt qua này nhé. Đấy hơi bị lệch ba đà sốc này. Em để nguyên để quay cho anh chị xem này. Đấy, xe vừa về luôn, quay luôn anh chị nhé. Đấy. Còn lại nếu không thì em đã dọn rồi. Và em quay luôn cho anh chị thôi, nhưng em sau đấy em sẽ mang đi em dọn. Dọn xe. Đây ba là sốc mặt bên này không được gì cả. Đây lệch ba là sốc bên này. Đây em sẽ sơn lại một chút và gắn lại cho nó thật chuẩn, nắp lại cho khít. Đấy, còn tất cả sườn xe, thân xe không có vấn đề gì nữa nha anh chị nhá. Không vấn đề gì về sơn si cả. Đấy, cam kết rằng anh chị rằng xe không ngập nước, máy số nguyên zin, không tai nạn. Đấy, đây cái chỗ kia nó có quẹt một tí thôi. Đây là quẹt vào cái cua quẹt vào cái thành tường nha anh chị nhá. Đây ví dụ quẹt vào cái thành tường này này. Đây ta bảo quẹt vào thành tường này. Khi cua nó không hết. Đấy, quẹt vào thành tường thôi, xước xa một tí thôi. Không sao cả, xe thì được trang bị đầy đủ là răng đúc này, xi nhan tích hợp trên gương này, vẻ che mưa này. Đấy, con này đăng kiểm thì còn đến tháng 5 năm 2021 nhá. Cũng sắp hết đăng kiểm rồi. 2 tháng nữa. Cái dòng này thì đăng kiểm 1 năm một lần anh chị nhá. À, cực đẹp. Nói chung không có gì để mà chê đâu. À, mẫu xuất sắc đấy thì khi nào anh chị đến thì đến đây thì chắc chắn là nó không còn rồi, đẹp luôn rồi. Hôm nay em quay luôn, không có giấu gì cho anh chị để anh chị được biết nhé. Đây là răng đúc 4 bánh này. Răng đúc 4 bánh này. À, lốp theo xe luôn anh chị này. Đấy. 27 lốp theo xe nhé. Đây, mức tiêu nhiên liệu này. Toyota Virus thì không phải nhắc đến anh chị này. Hỗn hợp nó chạy hết có 5,8 lít xăng rồi. Đấy. À, cao tốc nó chạy có 5 lít này. À, trong đô thị là 7,3 lít này. Hỗn hợp nó có 5,8 lít xăng rồi. Cái loại này ăn xăng như người anh chị nhé. Máy 1.5 ăn xăng như người. Không phải suy nghĩ gì cả. Đây là về phần nội thất của nó. Nội thất Virus đặc trưng một màu luôn. Màu be. Màu be vàng vàng này. Đấy. Có một ghế lái thì hơi bẩn anh chị nhìn đây. Quay máy điện thoại anh chị có thể nhìn thấy màu bẩn màu đen không, nhưng mà lại gần thì cũng không nhìn đâu. Rất là sạch không rách lát nhé. Điện thoại đẹp quá nên là nó nhìn thấy màu đen này đây. Cái này em chưa dọn nội thất này về đánh rửa này, cái này bóng luôn. Hiện tại thì ghế không rách đâm ra là về vệ sinh nội thất đánh qua nội thất thì ok nhé. Còn luôn chăn nỉ nguyên bản này, bọc túi bóng rất cẩn thận đây này, bọc túi bóng cẩn thận nên là không thể bẩn được. Tabi cánh cửa cũng rất là sạch sẽ này, đúng chất của vai ớt luôn. À, vai ớt nó là màu đặc trưng luôn của vai ớt này. À, bản E trang bị đầy đủ tất cả các chế độ luôn nhé. Bốn kính chỉnh điện này, cụp xòe này, khóa kính, khóa cửa này. À, đầy đủ luôn, không thiếu gì cả nhé. Keo chỉ miễn bàn anh chị này. À, cánh cửa nhất em quay cho anh chị này. Miễn bàn cam kết anh chị rồi, không mất keo chỉ, phân keo chỉ ở đâu. Đây tem của mác của nó này. Vai ớt E này, được sản xuất tại Phúc Yên Vĩnh Phúc, lắp ráp tại Phúc Yên Vĩnh Phúc này. Năm 2017 này. Đây tất cả các ốc này, bàn này, cửa, khóa cửa anh chị có thể nhìn xem này.
không có dấu vết gì luôn, động chạm cà lê mỏ lết gì cả, nguyên zin nhé. Đấy, sàn cũng đã được bọc da này, bọc da sạch sẽ, trải tấm nhựa này, thảm này. Đấy, vô lăng ba chấu tích hợp túi khí này, xe chạy chuẩn 8 vạn 1 này chị nhá, 8 vạn 1039 cây số. Đấy, hiện tại thì xe thì rất nghèo làn, nó chưa có màn hình cam lùi gì cả. Đây là màn hình, đây là đầu Toyota nguyên bản theo xe. Đây là hệ thống điều hòa, cần số đây 6 cấp, anh chị có thể nhìn thấy không này. Đấy, cần số cực đẹp luôn. Xe không chạy taxi gia đình, không chạy dịch vụ anh chị nhé. Bệ tì tay này, phanh tay này. Đấy, táp lô đằng trước sạch sẽ, túi khí người ngồi bên đầy đủ nha. Toyota thì anh chị cũng biết đến, nó rất là nghèo làn về nội thất, thế nhưng mà về cái chất lượng và thương hiệu thì không ai phải nói nữa rồi. Nhất là thằng Việt Nam, thằng Vios này tại Việt Nam thì cực kỳ được ưa chuộng, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa bền bỉ. Đây, cái xe đằng sau thì có một cái vết này như kiểu là vết cháy hay vết đổ cái gì vào đây này, bị một vết này ghế nhá, hơi xấu anh chị nhá. Ghế thì ok, bọn em có thể cần thiết sẽ vá cho anh chị luôn. Ta bị cánh cửa sau. Đấy, đẹp ngon luôn. Em sẽ cho anh chị xem phần cốp, tí nữa thì xem về phần nắp cabo, máy móc hoạt động bình thường hay không. Này, đít cốp này cân đối, không va quẹt, không đâm va nhá. Cốp sedan thì rất là rộng rãi luôn, rất rộng rãi và sạch sẽ. Đây này, cốp này, ốc cốp này không có vấn đề gì luôn. Không có vấn đề gì va chạm hay gì cả. Rãnh nước đằng sau này, yên tâm luôn nhá, cốp cũng không có chạm, không có đâm vào cốp nhá. Trong lốp sơ cua bên trong này, sơ cua bên trong đầy đủ nhá, đầy đủ lốp sơ cua. Sàn bên trong cực kỳ sáng và sạch sẽ này. Đầy đủ, cốp rất là rộng rãi và sạch sẽ. Đấy, bây giờ em sẽ cho anh chị xem thêm về phần máy móc phần trước, để cho anh chị nhìn đúng đắn nhất. Đây, tổng quan nắp cabo này, không có dấu hiệu đâm va gì vào đầu nhé. Cabo cực kỳ cân đối, tem mác còn nguyên. Cabo này, ốc cabo còn nguyên, chưa có vặn biếc gì này. Các đầu tai đèn anh chị này, các ốc đầu tai đèn này cực đẹp nhé. Này, đầu răng cực kỳ cân đối này, đầu răng cân đối nhé, không có dấu hiệu đâm va quẹt gì. Cabo này, đấy, cabo nguyên zin luôn, keo chỉ này, không mất gì cả. Đây là về phần trong, bên trong ụ giảm sóc này, ụ giảm sóc này, sắt xi bên trong này, sắt xi anh chị nhìn này, cực đẹp luôn nhé. Đây là ốc bệ chân máy này, ốc bệ chân máy không có dấu hiệu gì gọi là động chạm tô vít thay mở ra gì cả nha, chưa ra máy ra móc gì cả, tất cả các đầu ốc còn nguyên dấu sơn xi chấm đỏ của nhà sản xuất. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Tất cả ốc mặt máy này anh chị có nhìn thấy ra này, mặt máy này zin nguyên nhá. Đấy, keo của nhà sản xuất này. Đấy, cục keo nhà sản xuất này. Đây, anh chị có thể nghe tiếng máy không? Máy đang lổ đây, dòng vai ớt thì nó lổ êm như chó thở luôn. Chó thở như thế nào thì anh chị biết rồi ấy. Nó không thở phì phò như anh em mình đâu, thở rất là nhẹ nhé. Đấy, máy móc thì dòng vai ớt này thì anh chị không phải suy nghĩ gì rồi, cực kỳ yên tâm. Đây, anh chị có thể nhìn thấy tổng quan máy móc của anh em ấy, nó rất là khô ráo này, không dỉ dầu dỉ mỡ gì cả. Đây là xe mua về chưa dọn dẹp gì cả, chưa vệ sinh máy gì cả. Cái này về rửa một loạt hơi nước nóng nữa thì máy móc sáng choang như mới luôn. Quan trọng là cái chất xe thôi. Ngon luôn anh chị nhé. Đấy, và hiện tại thì em vừa mới giới thiệu cho anh chị một con Vios E phiên bản số sàn, được sản xuất năm 2017, màu bạc, biển của nơi đáng sống nhất là Đà Nẵng. Bên em đang giao bán với giá là 390 triệu đồng. Anh chị là quan tâm alo luôn cho em theo hai số điện thoại 0705 141414 hoặc 0904 25050.
hoặc đến trực tiếp chợ ô tô cũ Quảng Ninh tại ngã ba đường 10 phường Phương Đông thành phố Mỹ tỉnh Quảng Ninh để xem xe. Bên em phải chuyên tất cả về tất cả các dòng bán tải nhé. Đấy, nhưng bên em mua được ít xe lạc dòng của khách đổi các hay là của người dân bán ra thì em vẫn mua và em vẫn bán lại cho một khách mấy giá rất là hữu nghị và mềm nhé. Đằng sau thì em có con Atit 2019 em cũng đã có video rồi. Em cũng có một i10 2019 nữa. Đấy, để phục vụ cho gia đình những xe nhỏ gọn đi lại. Đấy, anh chị nào quan tâm về mẫu xe này alo luôn cho em nhé. Và rất cảm ơn các anh chị đã xem hết video của em. Anh chị nào mới xem video của em lần đầu hãy đăng ký kênh cho em. Hãy bấm nút chuông bên phải của màn hình để có thể cập nhật được tất cả những mẫu xe mới nhất em đăng lên nha anh chị nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị và cảm ơn anh chị đã xem video này của em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.